Với khoản tài trợ 3 triệu đô la Mỹ từ Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ, dự án thí điểm phát triển hệ thống pin dự trữ năng lượng được xây dựng và kết nối với nhà máy điện mặt trời với công suất là 50 MW của công ty cổ phần AMIAC Renewables tại tỉnh Khánh Hòa. Dự án được công bố tại Đối thoại An ninh Năng lượng Hoa Kỳ-Việt Nam lần thứ 3, thể hiện mong muốn từ phía Hoa Kỳ nhằm hỗ trợ Việt Nam thực hiện mục tiêu đạt phát thải ròng bằng không vào năm 2050 và thúc đẩy tiến trình chuyển tiếp sang năng lượng sạch như đã cam kết trong quan hệ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng JETP. Đây là dự án sử dụng công nghệ hàng đầu của Hoa Kỳ để chứng minh rằng hệ thống lưu trữ năng lượng có thể góp phần giảm tổn thất năng lượng và giúp Việt Nam tích hợp nhiều năng lượng tái tạo hơn vào hệ thống năng lượng quốc gia. Chúng ta có thể cùng nhau hợp tác thúc đẩy tiến trình chuyển đổi năng lượng sạch và xây dựng tương lai có khả năng chống chịu biến đổi khí hậu. Những ngày nắng nóng thì Tập đoàn Điện lực Việt Nam phải chạy bổ sung bằng những các cái nhà máy diesel. Thì đương nhiên mà đưa diesel vào để sản xuất điện nó sẽ rất là cao. Còn đây là cái hệ thống này chúng ta có thể là tích điện vào cái giờ thấp điểm, cái giá điện thấp và phát điện vào cái giờ cao điểm cao, và tôi tin chắc chắn là nó sẽ thấp hơn với cái giá phát điện của diesel, thì nó sẽ duy trì cái nguồn điện bổ sung ngay trực tiếp cho toàn bộ cái hệ thống, tránh làm ảnh hưởng đến cái sự mà phải cắt điện của nhiều vùng. Những giải pháp lưu trữ năng lượng bằng pin đóng vai trò quan trọng trong tiến trình chuyển tiếp lên sản xuất năng lượng tái tạo và lộ trình giảm phát thải các hệ thống năng lượng toàn cầu.